Ngọc Anh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 2 căn thuộc tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người nha. Với cái giá chào bán rất là hấp dẫn, chỉ 1,7 tỷ đồng thôi, quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình căn nhà 36m², sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với căn nhà giá trị như thế này thì quý khách hàng chỉ phải bỏ ra khoảng tầm 700 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong vòng 25 năm là vay tối đa với những cái lãi suất ưu đãi thấp nhất chưa từng thấy nha mọi người. Thời điểm này vay ngân hàng mua nhà là thời điểm vô cùng thích hợp thưa quý vị. Ngõ trước nhà của căn nhà là 2m2, cách trục đường ô tô đi lại chỉ 20m thôi mọi người ạ. Rất là tiện lợi. Cụ thể Ngọc Ánh sẽ quay căn nhà này hướng đông nam, diện tích 36m, chiều ngang là 3m6 và chiều sâu là 10m. Nhà vuông vắn mọi người ạ. Đó, và thiết kế xây dựng 4 tầng hiện đại. Như quý khách hàng có thể nhìn thấy, với căn nhà này theo hiện trạng chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Tất cả những video Ngọc Ánh quay và gửi tới quý khách hàng về pháp lý, sổ đỏ đều đã đầy đủ hết rồi, đều là sổ đỏ chính chủ riêng biệt từng căn. Với căn nhà này cũng vậy, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Mời quý khách hàng theo anh Ngọc Ánh cụ thể vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà, phần cửa chính được thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, và toàn bộ mặt tiền đều được ốp đá granite, và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Mặt tiền ngôi nhà 3m6 rất là thoáng. Đồng thời hướng nhà là hướng đông nam thì quý vị biết rồi, mùa đông thì ấm và mùa hè thì rất mát, và cái hướng đông nam thì gần như là hợp hướng với tất cả quý khách hàng khó tính nhất đó. Ngọc Ánh đang đứng ở khu vực tầng 1 thì ở đây chính là khu vực để xe nha mọi người. Hiện trạng của ngôi nhà thì là đã được hoàn thiện xong 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, chủ đầu tư bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng. Gạch lát nền toàn bộ của ngôi nhà kích thước là gạch 60-60 vân đá. Đây là tầng 1 là khu vực để xe, cũng được chủ đầu tư là làm toàn bộ trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đó, ngăn cách giữa cầu thang và phần tầng 1 là có một cái vách gỗ CNC ở đây mọi người nha. Rất là hợp lý, trang trí chi tiết đầy đủ. Gần vị trí của ngôi nhà thì rất là gần với tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa mọi người ạ. Với căn nhà diện tích rộng, hướng đông nam, giá chào bán hợp lý như thế này thì quý khách hàng đừng chần chừ gì mà không gọi điện để Ngọc Ánh tư vấn ngay cho mọi người. Với vị trí ngõ nông, đường rộng, đó, ô tô thì đỗ rất là gần, chỉ cách có 10-20m thôi mọi người ạ. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Vì cái diện tích của ngôi nhà rất là rộng, ở dưới tầng 1 là xây thực tế 36m², và trên tầng 2 của ngôi nhà xây đua ra được từ trên tầng 2, nó rơi khoảng tầm 38m nha quý vị. Đó, và phần phòng bếp đây mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Chủ đầu tư thiết kế rất là chỉn chu, tỉ mỉ với hai cái tông màu. Màu bếp là màu trắng và màu nâu. Rất là đẹp, rất là tinh tế, phù hợp với vợ chồng trẻ. Với căn nhà này 700 triệu tiền mặt, Ngọc Ánh nhắc lại. Tại vì sao? Ở ngay ở đầu video mọi người có thể nhìn thấy là phần trả trước 700 triệu. Đó là đã có thể sở hữu căn nhà này rồi. Với anh chị, với những quý khách hàng mà thu nhập vừa phải thì căn nhà này rất đáng để lựa chọn. Thay vì việc mình phải đi thuê nhà với cái tầm giá khoảng tầm 3, 4, 5 triệu một tháng thì quý khách hàng có thể sở hữu cho mình căn nhà của chính chủ tên mình và ngân hàng hỗ trợ mình trong vòng 25 năm nha mọi người. Muốn biết thêm thông tin về ngân hàng thì quý khách hàng vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh nha. Đây, tầng 1 còn có một phòng vệ sinh nữa, đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là chắc chắn và an toàn. Đó. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc, cổ bậc, cầu thang được ốp đá xanh granite. Mời quý khách hàng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà tham quan ngôi nhà cùng em Ánh nhé. Và mọi người ơi, ở trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một phòng khách, một phòng vệ sinh và một phòng ngủ nữa nha mọi người. Với cái thiết kế phòng khách như sau, rất là hợp lý mọi người ạ.
cửa căn nhà này rất là thoáng, ở trên phòng khách nó có cửa sổ mở ra phía đằng sau này, đây mọi người có thể nhìn thấy đó ạ. Chủ đầu tư có để sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa với cái phòng này rồi. Như mọi người nhìn thấy, phòng khách rất là rộng, nó khoảng tầm 9m2, được thiết kế đầy đủ về trần thạch cao chiếu sáng, cũng như là để sẵn cái móc quạt trần ở phía tầng 2 phòng khách, vô cùng thoáng. Có một cái vách gỗ CNC ở đây để ngăn cách giữa phía cầu thang và cái phần phòng khách này nha mọi người. Trang trí đó. Đồng thời tầng 2 này đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy cùng Ngọc Ánh ở đây, đó là một phòng ngủ rất là rộng ở trên phía tầng 2. Mọi người có thể nhìn thấy đấy, đầy đủ về cái cửa sổ này, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Cửa sổ thì được thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo an ninh cho toàn bộ hệ thống ngôi nhà. Trên tầng 2 cũng được chủ đầu tư lắp trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ hết rồi nha mọi người. Nước sạch ở đây là được sử dụng nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Từ vị trí của ngôi nhà mọi người có thể đi bộ ra tới chợ, nó chỉ rơi vào vi bán kính khoảng tầm 300m thôi, rất rất là gần. Đi học con cái trường mầm non, trường tiểu học thì ngay đây thôi thưa quý vị. Từ vị trí ngôi nhà mà đi ra tới bến xe Yên Nghĩa nó cũng chỉ rơi vào phạm vi bán kính 3,5 km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn cũng 3,5 km. Quý vị nào mà có đi làm ở trục đường Lê Văn Lương rất là thuận tiện, rất là hợp lý, đường thông thoáng nha mọi người. Cửa thông phòng ngủ của các phòng đều được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh ở tầng 2 đầy đủ về hệ thống bồn cầu, sen tắm, lavabo, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Đó, thay vì phải việc đi thuê nhà này, thuê chung cư, quý khách hàng sao không sở hữu cho mình cái căn nhà này ạ? Vì giá rất là rẻ và cái khả năng chi trả tiền mặt thì cũng rất là hợp lý. Và cái lãi suất cho vay ưu đãi ngân hàng thì phải nói luôn là hình thức rẻ nhất trong các hình thức cho vay nha mọi người. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tiếp tầng 3 của ngôi nhà này nha. Và với tầng 3 của ngôi nhà này thì được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh nha mọi người. Vậy thì bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này đã có 3 phòng ngủ lớn riêng biệt. Đó. Đó, phòng ngủ đây mọi người có thể nhìn thấy nó rơi khoảng tầm 10m2, cửa sổ thông thoáng, chủ đầu tư để sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Với căn nhà này theo hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi mọi người ạ. Dọn đồ về và ở được ngay. Và sổ đỏ thì đã đầy đủ rồi, lúc nào cũng có thể trong cái tình trạng sang tên ngay lập tức cho quý khách hàng được. Đó, cửa thông phòng, nhà vệ sinh ở tầng 3 đây. Thiết kế tương tự như tầng 2, nhà vệ sinh cũng rất là rộng và được chủ đầu tư là ốp gạch 30-60 lên tới 2/3 trần. Tầng 3 tiếp theo còn một phòng ngủ nữa nha mọi người. Đó. Đây chính là phòng ngủ thứ 3, có cửa sổ thoáng này, mở ra rất là thoáng. Vốn dĩ căn nhà này hướng nhà nó đã thoáng rồi, nó chỉ bị nắng một chút cái phần buổi sáng thôi mọi người ạ. Còn buổi chiều thì rất là mát và gần như là cái không gian bên trong căn phòng này, cái mặt đằng sau thì là gần như không có nắng chiếu vào, rất là thoáng, rất là mát nha. Hướng đông nam thì em khẳng định luôn là quý khách hàng hỏi em Ánh rất nhiều, hướng đông nam, hướng gì có thể không hợp, nhưng mà hướng đông nam thì gần như là hợp luôn mọi người ạ. Đó là cái quan niệm dân gian của các cụ ngày xưa rồi. Như vậy tầng 3 thì đã có 2 phòng ngủ và tầng 2 có 1 phòng ngủ là 3 phòng ngủ. Vậy tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 nhé. Mọi người ơi, trên phía tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một sân phơi, một khu vực để máy giặt mà và một phòng thờ. Thì đây chính là khu vực để máy giặt. Và tầng 4 ở đây thiết kế một phòng thờ. Thưa quý vị, phòng thờ này cũng rất là rộng và có ánh nắng ngập tràn vào trong ngôi nhà này. Đó. Kể cả qua ô cửa sổ thì quý khách hàng có thể nhìn giúp em ở đây rất là nhiều dân cư đông đúc. Nhiều quý khách hàng cứ hỏi là em ơi, với cái nhà giá rẻ như thế thì không biết là dân cư có ở đông không em nhỉ? Rồi là có đầy đủ tiện ích chợ dân sinh hay không? Thì Ngọc Ánh xin trả lời trên video này với quý khách hàng là
Với cái vị trí ngôi nhà này, cái giá bán đồng thời khu dân cư vô cùng đông đúc, hàng xóm thì cực kỳ gần thân thiện mọi người nha. Rất gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, gần với tất cả những cái tiện ích xung quanh, kể cả mọi người có đi làm ở khu vực đường nào đi chăng nữa mà cân nhắc trong vòng phạm vi bán kính 10 cây quay đầu thì vị trí ngôi nhà này chắc chắn với mọi người luôn là hơn đi ở thuê, hơn đi ở trọ nha. Và đây là phần mặt sau, cũng chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà rất là thoáng. Phần sân phơi thì chủ đầu tư đã làm sẵn chuồng cọp ở đây rồi mọi người ạ. Đấy, xung quanh ở trên là mái tôn. Một khu vực sân phơi rất là rộng. Đồng thời với cái khu vực này, quý khách hàng nào có thích yêu thích trồng cây, trồng hoa thì đây cũng là một cái ý tưởng không hề tệ nha mọi người. Vậy thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, bên Ngọc Ánh thì thực ra có rất rất là nhiều nhà, một kho nhà luôn mọi người ạ. Một kho nhà, một kho đất, giá chào bán thì rất là hợp lý. Ví dụ như đất thì chỉ có khoảng tầm 7, 8, 900 triệu là quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình rồi. Toàn bộ đều đã có sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Còn về nhà thì hiện tại bên em giá thấp nhất là 1 tỷ 350 triệu đồng, diện tích là 33 m², xây dựng là 3 tầng. Vậy mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì gọi điện ngay cho Ngọc Ánh, chỉ mất 2 đến 3 phút thời gian của quý vị thôi, nhưng quý vị đã sở hữu rất nhiều thông tin bổ ích về bất động sản rồi. Vậy thì mọi người vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Em Ánh đây, mọi người muốn biết thêm thông tin thì nhớ đừng quên và nhấn vào nút like hoặc là bấm vào đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.